Thưa quý vị, nhu cầu tiếp cận môi trường số của người cao tuổi trong xã hội hiện nay ngày một tăng cao khi tìm thấy niềm vui lợi ích từ Internet và mạng xã hội, nhất là nhận biết để không trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Thì những lớp học đặc biệt và thú vị dành cho người cao tuổi nhằm rút ngắn khoảng cách số đang ngày càng được quan tâm. Ghi nhận tại một lớp học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì khán giả Minh Phương vừa nhận được tấm hình Minh Phương và cô Lê Hải chụp cùng với nhau qua một ứng dụng trên mạng xã hội. Và thưa quý vị, đối với chúng ta gửi một tấm hình cho ai đó thì không quá khó khăn đúng không ạ? Thế nhưng đối với những người lớn tuổi thì không hẳn ai cũng có thể làm được điều này. Và Minh Phương đang có mặt trong không khí của một lớp tin học dành cho người lớn tuổi do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ. Và ngoài việc sử dụng các cái ứng dụng mạng xã hội nè, đây còn là lớp học giúp cho những người lớn tuổi có thể tự tin hơn trên không gian số. Trước hết là vô rất là vui cái đã, là mình được ngồi trong lớp học cái mình chưa biết. Thứ hai nữa là mỗi khi mình cầm mấy cái máy tỷ dụ Samsung nhỏ nhỏ vậy đó, là mình chỉ để nghe con cháu gọi hay mình trả lời nó thôi, chứ mình không biết tính năng nó gồm có cái gì. Nhưng mà đi vô lớp học bây giờ tôi mới biết là quá trời luôn. Mình học gửi thơ vô Zalo, Facebook. Thì tôi thấy trên Internet có, tôi mới đăng ký và tôi tham dự để tôi hoàn chỉnh những cái gì tôi chưa biết, để cho những người là bậc cao niên hoặc là những người đã về hưu rồi biết những cái cách để mà truyền tin tức của cái công nghệ thông tin hiện nay. Khi mà hướng dẫn các cô chú, nhìn thấy được là các cô chú có nhu cầu về sử dụng mạng xã hội, quay phim và chụp ảnh, cũng giống như là các nhu cầu về chỉnh sửa ảnh cơ bản. Ngoài ra các cô chú còn có nhu cầu về đặt xe, đặt đồ ăn online và sử dụng các ứng dụng mua sắm online. Với sự tiếp thu của các cô chú thì đúng là không thể nào mà bằng với những người trẻ được. Thì các cô chú cũng cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Tụi em thì cũng đưa ra những cái biện pháp làm sao để phòng tránh cái lừa đảo trên mạng xã hội. Lớp học cũng là tiền đề của dự án công nghệ 4.0 và người cao tuổi. Về thời gian sắp tới thì trung tâm mong muốn là dự án này sẽ mang được đến từng cơ sở, nhất là những vùng ven ngoại thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, để giúp cho người cao tuổi tiếp cận được với công nghệ thông tin.